Chào mừng các bạn quay lại với depup.vn. Mình là Khả Thọ, giảng viên lĩnh vực AI tại Depup. Thì trong phần này, chúng ta sẽ đi vào cái phần khái niệm của cấu trúc dữ liệu trước khi mà chúng ta đi vào một chuỗi các cái bài học về các cái cấu trúc dữ liệu trong Python. Thì về định nghĩa, cấu trúc dữ liệu là một định nghĩa để mà tổ chức, lưu trữ và quản lý các cái mẫu dữ liệu một cách nhất quán và thuận tiện cho các cái thao tác truy cập cũng như là thao tác xử lý trên các cái mẫu dữ liệu. Ở đây không bắt buộc các cái mẫu dữ liệu phải cùng kiểu dữ liệu. Điều đó tạo ra cái sự linh hoạt trong cái việc tổ chức, lưu trữ các cái dữ liệu của chúng ta trong bộ nhớ đồng thời là có thể giúp chúng ta định nghĩa các cái thuật toán trên các cái mẫu dữ liệu một cách hiệu quả. Thì cấu trúc dữ liệu cũng cho phép chúng ta xử lý một số thao tác phổ biến như là đánh chỉ mục, truy cập theo chỉ mục này, cập nhật, sửa xóa, duyệt hay là sắp xếp hay là tìm kiếm trên các cái mẫu dữ liệu à, theo các cái cấu trúc dữ liệu trong thông thì chúng ta sẽ khảo sát qua một số cái cấu trúc dữ liệu như là mảng này, à, danh sách hay là danh sách có trật tự này, hay là từ điển và kiểu tập hợp. Các bạn có thể thấy ở ví dụ dưới đây là một cái ví dụ đơn giản gồm hai loại cấu trúc dữ liệu là cấu trúc là danh sách. Ở đây chúng ta có một cái danh sách ban đầu bằng cái ngoặc vuông này và đóng bởi ngoặc vuông. Trong danh sách này và chúng ta có 3 sinh viên và mỗi sinh viên được định nghĩa trong một cái cấu trúc gọi là từ điển. Thì ở đây gồm các cái khóa ví dụ như là ID là gì, tên là gì, năm sinh là gì, quê quán là gì. Thì các bạn có thể thấy là dữ liệu cho mỗi sinh viên nó có thể bao gồm cả số nguyên hoặc là là chuỗi, vân vân. Thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có thể tổ chức các cái sinh viên, các cái thông tin của các cái sinh viên thành một cái từ điển và tập hợp các cái sinh viên thành một cái danh sách các cái sinh viên ví dụ như vậy thì Python cho phép chúng ta định nghĩa các cái cấu trúc dữ liệu như vậy từ cái cấu trúc dữ liệu này từ cái danh sách của các cái từ điển từ cấu trúc dữ liệu này cái danh sách của các cái sinh viên này chúng ta có thể tiến hành sắp xếp theo ví dụ như theo tên này chúng ta có thể tiến hành sắp xếp theo năm sinh chẳng hạn này hay là chúng ta có thể sắp xếp theo quê quán hay là chúng ta có thể chọn lọc theo quê quán vân 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 thì cái việc là tổ chức các cái mẫu dữ liệu của chúng ta các cái thông tin của chúng ta thành các cái cấu trúc dữ liệu sẽ giúp cho chúng ta có thể dễ dàng định nghĩa các cái thuật toán và thao tác trên các cái tập dữ liệu có tính chất tương đồng hoặc là chúng ta có một cái logic chung cho các cái mẫu dữ liệu thì chúng ta có thể sử dụng các cái cấu trúc dữ liệu thì các bạn có thể học thêm về cái khái niệm cấu trúc dữ liệu và giải thuật và thuật toán ở cái môn khác Tuy nhiên ấy, thì khi mà chúng ta làm việc với một ngôn ngữ lập trình Thì chúng ta cũng cần quan tâm xem là Cái thao tác mà chúng ta có thể tổ chức dữ liệu là như thế nào Cách chúng ta định nghĩa một cấu trúc dữ liệu Và các cái thao tác trên cái cấu trúc dữ liệu đó Trong cái ngôn ngữ đó như thế nào Và cụ thể ở đây chính là trong ngôn ngữ lập trình Python là như thế nào Thì chúng ta sẽ thảo luận ở các cái bài tiếp theo à, Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo